Hi, my name is Hua, and I'm a graduate of Saigon University. I'm currently an IELTS teacher here at YOLA. During my time here at YOLA, I've learned to love IELTS with the right technique, and I know that if you do so, you will also learn to love it just like I did. Xin chào mọi người, mình là Hua, mình đã tốt nghiệp khoa sư phạm Anh ở trường đại học Sài Gòn. Hiện tại mình đang là một giáo viên IELTS ở YOLA. Đối với mình, IELTS là một hành trình hết sức thú vị và mình tin rằng với những cách học đúng đắn thì các bạn cũng sẽ tìm được niềm vui trong việc học IELTS giống như là mình vậy. IELTS Online là một dự án của mình và các thầy cô YOLA hết sức tâm huyết. Với 5 năm kinh nghiệm dạy IELTS thì mình và các thầy cô đã tìm được những ưu điểm cũng như những bất lợi cố định của cả việc dạy online và offline để từ đó mình có thể hình thành nên một chương trình IELTS Online hoàn chỉnh nhất cho các bạn. Khóa học IELTS Online này được tạo ra để dành cho các bạn ở vùng sâu vùng xa cũng như các bạn vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà không có khả năng tiếp cận đến trung tâm, vì không muốn học sinh của mình bị lãng phí bất kỳ một khoảng thời gian nào cũng như bị gián đoạn việc học do dịch bệnh. Mình và các thầy cô tin rằng khóa học IELTS Online ở YOLA sẽ là một khóa học sẽ giúp cho các bạn tiếp cận với IELTS nhanh nhất, sớm nhất, trong khoảng thời gian có thể tiện nhất mà không cần phải mất bất kỳ một khoảng thời gian hay chi phí nào để di chuyển tới trung tâm cả. Phương châm của YOLA vẫn là lấy học trò làm tâm, vì vậy chỉ cần các bạn tham gia bài học đầy đủ, làm bài tập cho EDX thì chắc chắn số điểm các bạn cần sẽ nằm trong lòng bàn tay của các bạn. Hai đặc điểm chính để IELTS YOLA xứng đáng là khóa học để các bạn lựa chọn chính là về việc giáo viên có tiềm năng như thế nào và hệ thống bài tập EDX. Đối với giáo viên thì mình đã nói trước đó rồi ha, tất cả các giáo viên ở YOLA đều có IELTS ít nhất từ 8 chấm trở lên và có rất nhiều giáo viên nhiều kỹ năng 9 chấm. Vì vậy, mình tin chắc rằng tất cả các giáo viên ở YOLA đều có thể hỗ trợ cho các bạn tăng được bảng điểm mà các bạn cần trong khoảng thời gian mà các bạn muốn. Đặc điểm đặc biệt thứ hai của IELTS Online YOLA đó chính là hệ thống bài tập EDX với vô vàn bài tập và tất cả các loại câu hỏi các bạn có thể muốn và tìm được trên hệ thống EDX này cũng như cách hướng dẫn làm bài cụ thể thì mình tin chắc rằng số điểm các bạn đang cần chỉ nằm trong lòng bàn tay. Ngoài ra, YOLA cũng ứng dụng các học online bằng Google Meet thay vì các phần mềm khác bởi vì độ tiện dụng và sử dụng dễ dàng cho bất kỳ ai. Bạn không cần phải tạo phần mềm nào khác, làm quen lại từ đầu hay là để học tập. Sử dụng ngay email của bạn để học dễ dàng hơn với Google Meet nhé. Học online thời điểm này chắc chắn không còn là trở ngại với các bạn học viên nữa rồi. Các bạn đã quá quen với hình thức này qua sau nhiều tháng học rồi đúng không? So với việc học trực tiếp thì chỉ thiệt thòi hơn một chút là mình không thể nhìn thấy gương mặt của học sinh của mình mà thôi. Các bạn ít bật camera lắm, nhưng mà thay vào đó thì mình có thể khai thác được chương trình học theo một cách khác. Ví dụ như tăng các trò chơi tương tác nè, hoặc là thay đổi cách học để có thể phù hợp hơn. Các bạn nhớ là hãy bật camera lên nha, đặc biệt là đối với bài speaking á. Việc này sẽ giúp cho thầy dễ nhận ra được lỗi phát âm của các bạn hơn và chỉnh lại cho đúng nha. Học online vừa là thử thách cho sự sáng tạo và linh hoạt của giáo viên, vừa là những trải nghiệm mới cho cả thầy và trò. Rất là thú vị đó các bạn. Hẹn gặp các bạn ở IELTS YOLA nhé.